Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Chuyện Tổng Hợp. Như vậy là sau một tuần tạm hoãn xuất bản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Nhật Bản thì chúng ta chuẩn bị đến với những diễn biến tiếp theo tại đảo Oni. Hiện tại thì một số thông tin của chapter mới nhất đã được hé lộ như một hình thức thả thính các fan hâm mộ. Mà Oda đã thả tội gì chúng ta không đớp đúng không nào? Sau đây mình và các bạn hãy cùng nhau đến với bài dự đoán nho nhỏ về chapter 981 của One Piece dựa trên spoiler vừa ra mắt nhé. Đầu tiên vẫn tiếp tục nói về cuộc chiến giữa cặp đôi đầy duyên nợ Kid và Apo. Theo tiết lộ thì có vẻ Apo bị thương cũng không nhẹ sau khi ăn một đòn vừa mạnh vừa bất ngờ, tới mức hắn còn chưa kịp thốt lên câu nào thắc mắc về việc phụ thân của Kid là ai. Tuy nhiên thì mình cũng dự đoán là nó không thể đủ để hạ Apo. Hắn đứng dậy và cả hai chuyển qua đấu khẩu. Có vẻ như biết nhau quá rõ rồi nên họ không hỏi nhau bố mày là ai nữa, mà là tiếp tục lao vào giao chiến. Ở đây Killer cũng giải thích về năng lực của Apo. Đó là phạm vi tấn công đối thủ nằm trong vùng âm thanh mà họ nghe thấy được. Tức là nếu giữ khoảng cách đủ xa để sóng âm không truyền tới được thì sẽ không bị trúng đòn. Vậy thì có lẽ trái quỷ của Apo hoạt động theo nguyên lý sóng âm, khoảng cách càng xa, mức độ sát thương sẽ càng giảm. Tuy nhiên không rõ chapter này có tiết lộ tên trái quỷ của Apo và Kid hay là không. Chúng ta sẽ cùng đợi bản chi tiết hơn và phân tích sau. Một trong số các number xuất hiện, hắn có tên là Hatcha với điệu cười khá bi ổi là Ha Cha Cha. Đúng theo những dự đoán từ trước về các number thì chúng được đặt tên dựa trên các con số, có thể cũng tương ứng với sức mạnh chăng? Hachi trong tiếng Nhật có nghĩa là số 8 và Hatcha chắc chắn là kẻ đứng thứ 8 trong các number. Trước đó ở chapter 978 khi Queen giới thiệu về các number thì có 3 kẻ đáp lại, một trong số đó là Hatcha với điệu cười của hắn. Hai tên kia, một tên cười Gokiki, có vẻ đây là tên đứng thứ 5, bởi Go trong tiếng Nhật là số 5. Tên còn lại có điệu cười Kuniunu, có thể là cách đọc lái đi của Q, mà tên này là số 9. Tất cả đám này đều không phải người và thuộc chủng tộc bí ẩn nào đó nên Queen mới nói rằng các quái vật của chúng ta đâu rồi? Theo mình dự đoán có lẽ chúng cùng chủng tộc với Kaido và là những thành viên đầu tiên gây dựng nên bang bách thú ngày nay. Đó là lý do mà Kaido được gọi là sinh vật mạnh nhất thế giới. Khi chapter 981 chính thức ra mắt, chúng ta sẽ có ngoại hình chi tiết của Hatcha. Dựa vào đó có thể để so sánh với Kaido được và khẳng định suy luận của mình là đúng. Ngoài ra thì Hushu đã dẫn người của hắn đi tìm Yamato, hòng nhận được một phiếu mua hàng giảm giá tới từ vị trí của các Okanban. Trở lại với phe liên minh của Kinemon, họ đang tìm cách lẻn vào lâu đài thông qua nơi ở của một người trong nhóm Tobiroppo là Black Maria, bởi nơi này không có ai. Cơ mà có vẻ trong chap 976 khi nói đúng. Không chừng là ta sẽ tử trận trong cuộc chiến sắp tới, bởi ta có cảm giác là mình đã vận dụng hết may mắn của bản thân mất rồi. Đen cho anh khi chọn lối không có ai thì lại đụng trúng ngay Big Mom. Đúng là người tính không bằng trời tính, khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều. Ở đoạn này còn một chi tiết cực kỳ đáng chú ý nữa khi Chopper và Big Mom bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Khi chủ tịch đang trốn trong xe tăng thì Big Mom có hành động đá lông nheo ra hiệu gì đó. Không biết có phải là bà ta nhớ ân tình của Chopper và bé Tama khi bị trôi giặt vào bờ biển hay không? Bởi vì lúc tỉnh lại bà ta vẫn biết rằng thuyền của mình bị đánh rơi khỏi con thác, bản thân bị chia cắt với các con và trôi giạt vào một thị trấn bẩn thỉu. Nhưng loại người như Big Mom chắc không phải như vậy. Có lẽ bà ta muốn bắt Chopper về làm pet, bởi khi truy đuổi tàu của băng mũ rơm, Chopper đã hóa thành nhiều hình dạng khác nhau để chống lại bà ta. Big Mom cũng thốt lên rằng càng ngày ta càng thấy chúng quý hiếm. Hơn nữa trong chiếc xe tăng này còn có cả Nami, dĩ nhiên là cả Zerg cũng ở đó. Cho dù là chiếc gậy thời tiết thì Big Mom vẫn sẽ cảm nhận được linh hồn của mình. Và hành động ra hiệu bằng mắt đó có thể không phải là sự hứng thú với Chopper mà là vui sướng khi tìm được Zerg. Lúc này bà ta sẽ có đầy đủ sức mạnh. Theo mình thì không ra khỏi xe tăng nhanh, chưa chết vì bị Big Mom tấn công thì đã chết do ngạt khí ammoniac rồi. Gì chứ bộ ba yếu đuối đi với nhau cơ mà. Nghe có vẻ đã hấp dẫn rồi phải không nào? Tuy nhiên tất cả đều phải quỳ xuống khi nhân vật này comeback. Tất nhiên rồi, đó chính là Marco. Ở cuối chapter thì Nekomamushi, Izo cùng Marco xuất hiện. Có vẻ là Neko đã thuyết phục anh đầu dứa thành công. Một phần phải cảm ơn chính phủ thế giới khi đã xóa sổ hệ thống thất vũ hải, nên Weevil bị hải quân truy bắt. Từ đó không thể truy lùng tới ngôi làng quê hương của dâu trắng được nữa. Trước đó chúng ta được biết là Marco đã từ chối vì muốn ở lại bảo vệ ngôi làng này. Còn việc Izo quay trở về quê hương là điều đã được dự báo từ trước và lời tiên tri của Toki vẫn chính xác. Chỉ thay tên nội gián Kanjuro bằng Izo thôi. Không rõ những Zozu, Vista có theo chân Marco hay không, nhưng chỉ mình anh đầu dứa thôi cũng đủ khiến các fan đứng ngồi không yên rồi. Ở chapter này thì Marco có một bản thể hiện bao ngầu khi một tay ra tay ngăn cản con tàu hát của băng Big Mom treo lên thác nước để vào Wano. Đám con của Big Mom với hai quả tạ siêu nặng là Smoothie và Daifuku trên tàu bảo sao mà chẳng chìm.
Còn về phần soái ca đầu dứa, có vẻ như đã chán làm lăng băm ở ngôi làng quê của bố già, khoác lên người chiếc áo sơ mi cùng cặp kính lưu manh giả danh trí thức, đến nay quay trở lại con đường hải tặc. Và các fan đang rất mong chờ trận đấu của hai kẻ biết bay, cũng là những nhân vật mạnh nhất dưới trướng của các tứ hoàng là Kinh Hỏa Hoạn và Phượng Hoàng Marco. Vậy bây giờ chúng ta cùng đặt lên bàn cân thử xem chiến thắng sẽ nghiêng về ai nhé. Về sức mạnh của Marco. Marco đã theo dâu trắng từ khi còn là một đứa trẻ, ngay sau khi sự kiện Ghost Valley diễn ra không lâu và băng hải tặc Rock tan rã vào 38 năm trước. Theo mình dự đoán thì băng dâu trắng thành lập sau đó và Marco là một trong các thành viên đầu tiên và cũng được chọn làm đội trưởng đội 1 khi dâu trắng chia nhỏ quân số của mình. Vậy nên Marco có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú và sức mạnh cực bá đạo. Trái quỷ cũng được ăn từ khi còn nhỏ nên anh sử dụng nó vô cùng thành thục. Không rõ là đội trưởng đội 1 thì Marco có mạnh hơn Oden hay không, nhưng chắc chắn đây vẫn là một trong số các nhân vật mạnh nhất One Piece như anh đã chứng minh trong trận đại chiến 2 năm trước khi đánh ngang với các đô đốc hải quân. Một dấu hiệu nữa cho thấy sức mạnh của Marco là khi Ngô Lão Tinh đề cập đến anh như một trong số ít người có thể đánh bại được Teach. Tên của anh được nêu riêng biệt với các thành viên còn lại của băng dâu trắng. Như vậy cá nhân anh được biết đến là một người đặc biệt mạnh. Xét về trái quỷ thì trái Toritori no Mi, mô đồ phượng hoàng của Marco thuộc dạng cực hiếm, còn khó gặp hơn cả hệ Logia. Ngoài việc ban cho người sử dụng thể chất đáng nể, khả năng bay lượn hiếm hoi thì còn có sức mạnh siêu nhiên tác động lên cơ thể của hệ Paramecia. Đó là ngọn lửa cho phép anh có thể tự chữa lành mọi vết thương trên cơ thể một cách gần như là ngay lập tức. Đòn tấn công rất mạnh của Kizaru cũng chẳng làm Marco hề hấn gì và anh còn tặng cho hắn một đá. Đặc biệt Marco sử dụng trái quỷ của mình khủng tới mức anh có thể chọn bộ phận chuyển hóa chứ không biến thành thú hoàn toàn. Dạng thường thấy nhất là Marco biến tay thành đôi cánh để bay và tấn công bằng những cú đá hoặc chuyển hóa chúng thành móng vuốt. Ở hình dạng phượng hoàng, cơ thể Marco cũng vô định hình như hệ Logia và ngọn lửa xanh khiến mọi đòn tấn công gần như trở nên vô dụng. Chưa rõ việc Marco có thể dùng ngọn lửa chữa trị cho người khác là khả năng thức tỉnh của trái quỷ hay không. Nhưng nếu đúng vậy thì dù bị thương nặng tới đâu, chỉ cần Marco hóa thành ngọn lửa và bao phủ lấy người đó thì mục tiêu sẽ như được tái sinh từ đống tro tàn. Tuy nhiên tại Marineford, Marco lại không dùng năng lực đó chữa cho bố già hay các đồng đội. Điều đó là mình khá thắc mắc. Lẽ nào sau time skip Marco mới thức tỉnh được nó hay sao? Còn Haki, Marco sở hữu hai loại Haki, không rõ là có Haki báo vương hay không, nhưng dâu trắng không thích thu nạp những kẻ có tư chất và mang mộng đế vương nhô đen. Ace là một ngoại lệ, khi ông đã già và muốn đào tạo cho con của đối thủ cũ là Roger. Nên mình đoán Marco không có Haki báo vương, tuy nhiên Haki vũ trang của anh cũng đã rất mạnh rồi. Nó đủ sức để đả thương cả Kizaru lẫn Aokiji. Ngoài ra Haki quan sát của Marco cũng đáng nể. Anh là người đầu tiên trên tàu Moby Dick nhận ra Haki báo vương của Shanks và khuyên các thuyền viên lùi ra phía sau. Tại tổng bộ hải quân, Marco cũng bao quát chiến trường rất tốt và điều phối hợp lý như khi bảo Vista chặn Mihawk giúp Luffy và tấn công Aokiji cứu Lù một mạng. Ngoài trái quỷ và Haki, Marco còn có sức mạnh thể chất đáng nể, khi anh là một trong số ít thành viên băng dâu trắng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Haki báo vương của Shanks. Phản xạ và tốc độ của Marco cũng là rất nhanh khi anh ngay lập tức chặn đòn tấn công tốc độ ánh sáng của Kizaru nhắm vào bố già. Khả năng chịu đựng và sức bền của anh cũng cực kỳ đáng nể. Xuyên suốt cuộc chiến, Marco đã chịu khá nhiều thương tích, kể cả khi bị khóa bằng còng đá biển, lĩnh vài phát laser của Kizaru, anh vẫn đứng vững. Sau đó còn đủ sức hỗ trợ Luffy, thậm chí là ngăn chặn được cả dung nham của Aquino giúp Luffy chạy trốn. Trong trận chiến, Marco đã gần như một mình bao cả chiến trường, vừa ra chỉ đạo cho các đồng đội, vừa giám sát những cuộc tấn công tới vị trí của dấu trắng. Chứng tỏ Marco có đầu óc và khả năng lãnh đạo, chứ không phải chỉ là dạng chỉ biết dùng sức. Anh cũng rất điềm tĩnh khi rơi vào nghịch cảnh và chỉ mất tập trung khi bố già ho ra máu thì Kizaru mới đả thương được anh. Tiểu chung lại thì chúng ta đều thấy Marco là một đồng minh tuyệt vời như thế nào. Việc anh cũng yêu mến Oden, là người đầu tiên lên tiếng cổ vũ cho Oden vượt qua thử thách của dâu trắng, nên việc anh tới Wano là vô cùng hợp lý, đáng để chờ đợi. Về sức mạnh thì Marco sẽ được chấm điểm 9.25/10, ngang với Katakuri hay King. Theo mình thang điểm như vậy là hợp lý, bởi nếu lấy tứ hoàng làm thước đo thì chỉ Akainu, Sengoku hay Gap mới có thể được chấm 10/10 ngang hàng như vậy. Còn các đô đốc khác, mình nhận định là 9.5/10, vẫn thua các tứ hoàng nhưng mạnh hơn chỉ huy số 1 dưới trướng. Oda cũng chỉ nói Ben Beckman mạnh đến mức có thể một mình đánh lại đô đốc hải quân, nhưng không phải là đánh bại được, chỉ đánh lại thôi. Trước đó Kizaru không làm gì được Marco, nhưng Gap thì chỉ cần một đấm. Chứng tỏ ngọn lửa của Marco không phục hồi được hoàn toàn trước Haki, nếu có Haki mạnh thì vẫn khiến anh ta gục như thường. Và vết thương do Gap gây ra cũng là vết thương duy nhất mà Marco phải băng bó sau cuộc chiến. Còn các đô đốc có thể lực và Haki vô cùng châu bò. Ở tổng bộ không phải cuộc chiến solo, bất cứ kẻ nào ngoài đồng minh thì đều là đối thủ hết, nên chưa biết nếu đánh tay đôi ai sẽ thắng. Nhưng xét về lâu về dài để phân định thắng bại thì đô đốc vẫn nhỉnh hơn. Về sức mạnh của King. King là một trong ba thiên tài của băng bách thú và cũng là người đứng đầu bộ ba này.
Là nhân vật số 1 dưới trướng Kaido, King hiển nhiên sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu tính cách của nhân vật này trước. King là một kẻ thô lỗ khi luôn miệng chế giễu Queen và đặc biệt là Jack. Anh ta cũng quát thẳng vào mặt Hushu khi tên này dám phạm thượng. Tuy nhiên không nên đánh giá hắn là một kẻ không có não, cục xúc. King dường như rất giỏi trong việc đánh giá tình hình và có tầm nhìn xa, cũng như vô cùng chủ động và quyết đoán khi đưa ra những quyết định quan trọng. Ví dụ như khi đích thân ra mặt chặn con tàu của Big Mom tại thác nước, bởi hắn biết đám thuộc hạ sẽ chẳng làm gì được. Hay khi King lấy danh nghĩa Kaido để triệu tập Tobi Roppo vì Kaido đang gặp phải chuyện rắc rối và sẽ cần tới chúng. Về điểm này, mình đánh giá King và Marco ngang nhau. Còn sức mạnh, King được thể hiện là một kiếm sĩ với thanh katana đeo bên hông. Chắc chắn hắn có khả năng dùng kiếm siêu việt. Ngoài ra, King còn sở hữu trái quỷ Ryurimuni Modo Pteranodon. Đây là loài thằn lằn bay lớn nhất trong lịch sử cổ đại với sải cánh dài tới 6m. Tương tự như Marco, King cũng có thể bay và tạo ra những cuộc tấn công từ trên không trung. Tuy nhiên lại có phần ưu việt hơn khi King có thể khạc ra lửa và tấn công tầm xa, còn Marco vẫn phải cận chiến. Mặc dù vậy thì mình nghĩ lửa của King chỉ tương đương với lửa của Ace và yếu hơn magma của Akainu nên Marco sẽ không hề hấn gì. Nhưng King đâu chỉ có thế, chắc chắn hắn có haki vũ trang vô cùng mạnh mẽ, dù không sánh được với Gap thì vẫn có thể đả thương được Marco. Hơn nữa hắn có thể dùng kiếm để tấn công chứ không chỉ biết mỗi trò phun lửa. Nếu Marco là khả năng trị thương, phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn thì King cũng không kém cạnh. Với sức mạnh của loài thú cổ đại có khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường và độ trâu bò, thể lực thì mình nhận định King sẽ nhỉnh hơn. Đó là do trái quỷ, còn năng lực của Marco thì đương nhiên quý hiếm và bá hơn. Xét về haki, hắn được gọi là King và là kẻ mạnh nhất chỉ xếp sau Kaido, nên mình nghĩ hắn có haki báo vương như Katakuri vì Kaido thích kẻ mạnh, không thích gia đình giống dâu trắng. Hơn nữa, King có vẻ còn là tộc nhân cuối cùng của một chủng tộc nào đó mà đến Big Mom còn nghĩ rằng nó đã tuyệt chủng. Vậy thì suy đoán King có haki báo vương cũng không sai. Còn về haki vũ trang, các chỉ huy tứ hoàng đều có haki mạnh mẽ, nhất là các kiếm sĩ, rất có khả năng King sử dụng được Ryo. Không những vậy còn thành thạo và lượng haki vô cùng dồi dào, thích hợp để đánh lâu dài với kẻ có khả năng trị thương như Marco. Còn một thứ sức mạnh bí ẩn nữa tới từ chủng tộc của King, nếu ngọn lửa sau lưng hắn có thể lý giải là ảnh hưởng từ trái quỷ, thì đôi cánh màu đen to lớn trên lưng lại khác. Nó không như của Monet. Monet không có tay mà chỉ có đôi cánh đặc trưng tộc người chim và đôi chân cũng khác biệt. Còn King có tay chân như người bình thường, cộng thêm đôi cánh sau lưng. Và lý do gì khiến một chủng tộc trong One Piece bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử? Theo mình là bởi sức mạnh đặc biệt của nó. Nó tới từ thể chất. Chính sự đặc biệt này cùng sự hiếu chiến đã khiến chủng tộc của King trở thành mối đe dọa lớn với các chủng tộc khác. Và họ đã bắt tay nhau tiêu diệt tận gốc giống nòi này. Với sự đặc biệt đó, cộng thêm trái quỷ mạnh mẽ, nguồn thể lực dồi dào và haki cứng cáp, King sẽ là đối thủ khó nhằn bậc nhất của Liên Minh. Mình đã nói trong một video trước, đó là ngoài Luffy thì hiện tại phe Liên Minh không ai hạ nổi King. Tuy nhiên Marco đến thì hắn sẽ có đối thủ xứng tầm. Marco và King sẽ giao đấu nhưng không phải là một trận tử chiến, bởi Marco còn nhiều việc khác cần phải làm. Marco còn giữ vai trò bác sĩ và nhà chiến lược, không thể quá tập trung vào một đối thủ duy nhất được. Còn người sẽ đóng nắp quan tài cho King là một kẻ khác, cũng là một kiếm sĩ và sở hữu năng lực khiến loài khủng long trên trái đất bị tuyệt chủng, đó là Fujitora. Ông ta cùng hải quân sẽ xuất hiện vào hồi cao trào nhất của cuộc chiến, đó cũng sẽ là lúc Big Red lật mặt làm phản. Mình biết các bạn đều mong đợi trận solo giữa Marco và King, rồi Marco sẽ hạ King. Mình cũng rất thích Marco, còn hơn cả Luffy nữa, nhưng mình vẫn phải đánh giá khách quan nhất. Đó là King cũng sở hữu sức mạnh ngang ngửa Marco, được chấm điểm 9,25 trên thang điểm 10. Và trận đấu của hai người này sẽ bất phân thắng bại. Marco vẫn phải là người bao quát chiến trường cho phe Liên Minh. Fujitora là người phù hợp nhất để tiêu diệt King. Còn nếu cố gắng để lấy mạng nhau thì sao? Theo mình thì cả hai sẽ cùng nằm xuống. Đây là cặp đấu cân tài cân sức. Cả hai đều sở hữu sức mạnh phi thường và có ưu điểm riêng. King có những kỹ năng tấn công trội hơn, còn Marco lại trị thương được. Xét về thể lực và haki thì có lẽ cũng không ai hơn ai. Vậy nên mình đánh giá là hai người này hòa nhau. Trận chiến đã bắt đầu và chúng ta chuẩn bị theo dõi chapter 981 khi chính thức được xuất bản. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong bài phân tích chapter mới nhất này nhé. Còn video lần này đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.